Ông xã mình ông đang lặt lá mai để đón Tết đó các bạn. Mà cái mai này hồi 2 tháng trước nó trổ bông quá chừng rồi. Bây giờ không biết còn ra bông nữa không nữa. Thôi kệ cứ lặt đi. Ông xã mình ông kỹ lắm, ông không có cho mình lặt đâu. Ông sợ mình lặt mình làm xước cái da của cái cây mai á thì khó nó trổ bông á. Ôi ở đây mình cũng có một chùm hoa tigon nữa nè các bạn. Ôi hoa nở hồng đẹp quá. Ơi ôi nở hồng đẹp quá các bạn ơi. Cái tigon này á, trời ơi nó rụng hộp xuống nó mọc bông đầy chân, mình nhổ bỏ chân, mình đâu có trồng đâu có đất đâu mà trồng trên lầu nó ấy nữa. Cái mai này đó, cái mai này á, không biết người ta đi rừng về đó, cái người ta cho cái hộp cho mình đó, cái mình trồng hồi năm 90 mấy dọn nhà về đây đó, cái tới bây giờ luôn. Bữa hổm cũng có 2 cây, có cây tứ quý mà bị nhà chặt quá rồi đem cho bà chị, tặng bà chị hết cây mai tứ quý rồi. Mai tứ quý nó ra bông đẹp hết sức nha, nhưng mà nhà chặt quá nên thôi để có cây mai vàng ở lại đây. Ôi Tết cái những cái công việc đột xuất lặt lá mai lau cửa sổ đồ đủ thứ hết trơn á. Camera gian của mình đó là nhiệm vụ là mỗi năm là lau cửa sổ tháo màn cửa rồi xuống cho mình giặt. Còn anh xã của mình đó thì nhiệm vụ lặt lá mai. Còn cái chuyện làm dưa cải muối chua làm kiệu rồi đó là mình là chịu trách nhiệm. Hả? Của mình Cũng mình luôn hả? Rồi thôi ông ở đây ông lặt đi nha, tôi đi giao tôi ăn cơm mà đói bụng rồi, sáng giờ làm đủ thứ chuyện ơi. Chia sẻ với các bạn chúc cho vui thôi các bạn ơi. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những lần sau nha. Chào anh chúc. Cũng nói thêm với các bạn là cái hột tigon này nè, hột giống này nè, ở nhà mình có nhiều lắm các bạn ơi. Đó, thành ra nếu mà các bạn nào thích đó, thì liên hệ với mình tặng cho các bạn nha, nhiều lắm mà màu nó đẹp quá chừng đi các bạn ơi. Ha, trồng cái này mà dễ, hoa tigon này dễ trồng lắm các bạn ơi. Buổi sáng 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 mình chỉ cần tưới cho nó miếng nước là trời ơi có ra hoa quanh năm luôn các bạn. Thành ra các bạn nào thích thì liên hệ với mình. Ôi ở đây còn chùm nhỏ nữa nè các bạn ơi. Ở đây nữa nè. Quá chừng luôn. Cái gì anh xã kêu lấy cái ghế hả? Để kêu lấy cái ghế cao ra cho. Vậy thôi mình tạm biệt các bạn nha. Hồi nãy tạm biệt rồi, cái chực nhớ là chưa có nói cái vụ mà tặng hạt giống hoa tigon đó. Thành ra bữa hổm mình có làm cái video rồi đó, nhưng mà có người cũng có xem, có người cũng không có xem cái video đó. Thành ra không có biết là mình tặng hạt giống hoa tigon đó. Giờ mình để mình nói sẵn ở đây mình tiện mình nói luôn. Bà hoa nó đẹp quá chừng luôn. Ôi cái gì đó, có bài thơ nó trời ơi, dễ thương lắm. Mà giờ đọc sức quên bài thơ nó, trên đây nó cũng có nữa nè, có bò có hoa nữa nè. Vậy các bạn nào mà thích thì liên lạc với mình ha, rồi mình tặng hạt giống cho các bạn ha. Ở ngoài sau mình nó cũng rớt mọc xuống đất, nó mọc cây con lên mấy cây ở ngoài sau đó luôn á, hoa tigon á. Thôi mình tạm dừng nha các bạn. Chào tạm biệt.